con, thầy, vợ, bạn, gái, cơ quan, bồ, thủ trưởng là bốn thứ mà trong cuộc sống ta nên tránh xa. Thì trong cuộc sống cũng có bốn thứ nhất định không thể nào bỏ lỡ. Cho em nạp hồ sơ vô trường y. Thì chị nghĩ là với cái tình trạng hồ sơ hiện nay á, thì chị nghĩ là cái hồ sơ của em á, nó không có thể nào mà vô được đâu. Em phải cần một cái yếu tố nào đó để mà cái hồ sơ này có thể được nộp lên. Mà cái yếu tố đó nó... Em còn có mười mấy ngàn rồi chị. Sống lỡ là sống lỗi. Shopping nịt 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 đây. Chúng ta đang có mặt ở Sài Gòn. Ở đây sau lưng là bưu điện Hồ Chí Minh. Đây là nhà thờ Đức Bà. Mọi người cứ yên tâm, em là hướng dẫn viên du lịch. Sài Gòn này em nắm trong tay, em chỉ cần bóp vô là chết, mở ra là xong. Bác sĩ, cái đó ai cũng biết rồi mà bây giờ thả trái tim người ta ra đi chứ, người ta sắp chết kìa. Trời ơi, tôi đang là bác sĩ hả? Em quyết định rồi, em sẽ đăng ký vô trường du lịch. Đúng rồi, đâu phải muốn vô là vô, muốn ra là ra. Bao nhiêu đó tiền thì làm sao mà đi xem qua trường du lịch được. Cầm tiền đi sớm đi. Em cảm ơn chị. Còn tôi, từ nay sẽ từ chức. Chị tàu quan liêu. Ngày mai tôi sẽ nộp đơn đi thi Việt Nam Next Top Model. Được lắm, em ủng hộ chị. Chị đứng lên đi. Chị đứng nãy giờ rồi. Ok. Cố lên chàng trai. Chú, chở con tới trường du lịch chú. Trường du lịch hả? Dạ dạ. Rồi. Dạ. Chú, gặp quá chú. Từ. Gì vậy chú? Tìm gì vậy? Cái chìa khóa tao đâu? Trên xe nè phải không? Trời. Gặp lắm hả? Dạ gặp chú. Chú à? hướng này. Cái trường du lịch hướng đó. Dạ đúng rồi. Sao chú đi hướng này? Cây xăng hướng này. Trời ơi, xe ôm không đổ xăng trước. Giờ ế quá, bây giờ phải đợi vừa nào có khách mới đổ xăng được. Rồi, đi. Tôi ứng 20 ngàn trước đi. Bất kể, vì mục tiêu du lịch. Tập trung nè. Ở trước mắt chúng ta là nhà thờ Đức Bà, một kiến trúc đặc trưng của Sài Gòn mình. Nó được xây dựng từ thời Pháp. Bây giờ mình cứ việc chiêm ngưỡng nó rồi mình tiếp tục quãng đường nha. Bị điên hả? Cộng gì đó trời ơi, thối tiền lẹ lẹ lên cho người ta đi, gấp lắm rồi, đừng nói hoài. Tôi còn đi thi Next Top Model nữa, chạy vậy rồi. Thôi thông cảm, xe ôm kiếm thêm, sắp sửa tốt nghiệp trường du lịch. Xe ôm không chạy. Ok, ba. Về cẩn thận nha. Ủa, hôm nay tăng ca nữa hả? Giờ không hoài, hôm nay thôi nôi bé nhỏ, tranh thủ về. Vậy á, chúc mừng nha. Ừ. Cậu Vinh. Dạ, sếp. Đêm nay cậu ở lại công ty tăng ca nha. Tại vì cậu biết không, cái dự án lần này rất là quan trọng, nhưng mà cái thời gian thì sắp hết rồi. Cậu phải ráng giúp công ty. Nếu mà sơ xuất là công ty không tồn tại được. Cậu yên tâm đi, lần này chúng tôi sẽ tăng lương gấp 3 cho cậu. Dạ, được sếp. Tốt lắm, thay mặt công ty, cảm ơn cậu. Sống lỡ là sống lỗi. Shopping nịt 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 đây. Ông phải là cha của tôi. Cha gì mà thôi nôi con gái không có gì dự gì hết. Tình thôi nôi có đủ hết nè. Rồi mặt ông đâu? Thôi mà con. Ba bận mà. Không. Ba bận. Không. Ba bận. Không. Ba bận. Không. Em xin lỗi sếp. Má nó ơi, hôm nay ba về. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ủa? Vợ và con mình ở đâu? Vợ và con mình ở đâu? Trời ơi, bé dễ thương ghê, lớn lên bao đẹp luôn á. Con của cậu Vinh mà phải đẹp chứ, phải không? Tôi tổ chức sinh nhật cho con của cậu ấy nhằm mục đích tạo cái niềm phấn khởi cho cậu ấy, để cậu ấy tiếp tục gắn bó cống hiến cho công ty của chúng ta. Ôi
sếp hay quá. Chiêu trò, chiêu trò. Mà sếp ơi, chắc hôm nay có chồng tôi ở đây không? Có chứ. Tôi dặn cậu ấy là tối nay phải ở lại công ty làm thêm. Phải không? Ủa mà đợi từ nãy giờ không thấy nó đâu luôn. Làm cha gì mà vô tâm quá vậy? Ít ra sinh nhật con cũng tới hát chúc mừng sinh nhật vui vẻ chứ. Thôi chúng ta cùng nhau hát chúc mừng thôi nôi bé đi nào. Mẹ nó ơi, hôm nay là thôi nôi cũng có một lần. Hai mẹ con đang ở đâu vậy? Hai mẹ con đang ở đâu vậy? Thôi mọi người chụp hình kỷ niệm đi nào. Dạ. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ôi, làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Hả? Cậu làm gì vậy Phương? Hôm nay là sinh nhật của Thủy mà. Mày ước cái gì? Ồ, sinh nhật Thủy hả? Ừ. Làm tôi hồi hộp quá. Mắc gì hồi hộp? Chuyện của người ta hỏi chi? Thủy à? Thủy à? Thủy à? Thủy hả? Phương à? Cậu tính làm gì vậy? À, tới đền tặng... Ừ, sao cậu không tặng đi? Con mình không phải để tặng. Chắc mình cũng... À, chắc vậy. Nhớ dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Sống lỡ là sống lỗi. Sống bị nịt 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 đây. Hả? À, tại sao lại làm cơm nóng cho tôi ăn? Hả? À, tôi thích ăn cơm nguội. Nghe không hả? 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 Không 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 hả? Hả? Dừng lại! Thủy à? Ừ? Phương thích Thủy. Làm bạn gái luôn nha. Không! Phương! Thủy! Làm bạn trai Thủy nha. Khoan đã, còn cái thứ tư là gì? Cái thứ tư đó chính là đừng bỏ lỡ ưu đãi từ các thương hiệu mà bạn yêu thích tại Shopinet net 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 đây. Shopinet đây. Ê chú, tại Shopinet nha chú. Trời, còn bao nhiêu đây? Phải rủ cô ấy đi mới được. Hình đó gì mà nó không ý gì với tôi đó.
Bao nhiêu đêm dừng trôi qua, yêu thương đó dừng phôi pha. Cho ta biết dừng đam mê, yêu thương đó giờ tràn về. Cho ta viết thêm một câu, viết lên vài câu, viết cho một chút buồn, yêu thương một phút. Được rồi, được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi.